Dạ, xe thấy luôn. ID có thấy không? Dạ thấy coi. Rồi mình bắt đầu học nha các em. Thì bữa nay cô giảng cho các em bài rắn độc cắn. Thì trong số khoảng 30.000 loài mà rắn trên thế giới đó, thì chỉ khoảng có 15% là các loài rắn độc thôi. Thì người ta phân biệt rắn độc và rắn không độc đó, thì chủ yếu là người ta dựa vào cái đặc điểm bên ngoài của chúng. Và nổi bật nhất là hai cái răng nanh độc lớn nó nằm ở cửa hàm trên đó. Thì khi nạn nhân mà bị rắn độc cắn đó, thường nó sẽ để lại cái vết cắn có dấu mốc độc đặc trưng là tiêm vào dưới da hoặc là vào bắp thịt. Thì cái vết cắn cắn của rắn độc đó nó có thể gây thương tích nặng và đôi khi nó khiến cái nạn nhân tử vong hoặc là tàn phế. Nguy hiểm hơn là một số loài rắn hổ mang thì nó có khả năng phun độc từ xe thì nó có thể làm cho cái nạn nhân người ta bị tổn thương mắt hoặc là gây nhiễm độc toàn thân. Thì những cái yếu tố mà rủi ro cho tử vong đó thì nó gồm có tuổi cao nè, xử lý rắn độc, trì hoãn điều trị hoặc là điều trị kém. Về phân loại thì người ta phân thành hai họ rắn rắn độc chính là họ rắn hổ và họ rắn lục. Thì trong cái họ rắn hổ đó thì nó gồm có những cái loại ví dụ như hổ đất, hổ mang xiêm, hổ mèo, hổ mang, hổ mang lửa, cặp lông, cặp niê. Thì cái đặc điểm của cái họ rắn hổ là cái răng nanh nó ngắn, nó dựng lên và nó cố định ở phần trước của xương hàm trên. Còn họ rắn lục á, thì cái răng nanh nó dài, nó vuông góc và nó sẽ gấp theo hai bên sau hàm trên. Tại vì nó dài đấy, nếu mà nó không gấp lại đó thì nó sẽ không có ngậm cái miệng lại được á. Và khi nào mà nó tấn công thì nó mới giương hai cái răng nanh lên. Tiếp theo thì cô nói về cái đặc tính của nọc rắn. Thì về lý tính đó, thì cái nọc rắn nó là một chất lỏng trong có mùi tanh và có vị đắng. Về hóa tính thì trong nọc rắn nó có hơn 20 thành phần khác nhau. Thì trong đó cái chất vô cơ đó thì gồm có carbon, hydro, oxy, nitơ, lưu huỳnh, phosphor và kẽm. Còn về hóa tính đó, thì trong nọc rắn nó có các men và các nọc tố. Thì về men đó thì trong nọc rắn nó có cái men phosphor lipase. Thì nó có vai trò nó thủy phân cái phospholipid lipid trên màng hồng cầu và nó gây nên cái triệu chứng tán huyết. Còn cái men hyaluronidase đó thì nó sẽ thủy phân axit hyaluronic trong khoảng gian bào trong mô liên kết và nó gây nên triệu chứng phù. Còn cái men protease đó thì nó sẽ làm giải phóng bradykinin, nó làm tụt huyết áp, đau và co cơ trơn. Ngoài ra cái men protease nó còn gây hoại tử mô cơ. Rồi trong nọc trắng nó còn những cái men ví dụ colistera, caseina, coagula hay là ATPA. Còn cái men tiền đông mà nó có ở con rắn lục đó thì nó sẽ kích hoạt bắt các bước khác nhau trong dây chuyền đông máu. Nó sẽ làm hình thành vô số những cái fibrin và cái lập tức thì cái hệ fibrinolytic nó bị hủy và nó gây nên cái triệu chứng chảy máu. Còn cái men metalloproteinase đó thì nó sẽ gây tổn thương nội mô mao mạch, nó cũng gây chảy máu. Trong nọc rắn thì nó có các độc tố ví dụ như neurotoxin thì nó sẽ tác động lên thần kinh tiền và hậu hạch, nó làm giảm tiết acetylcholine và nó gây nên triệu chứng liệt. Cái độc tố mà cardiotoxin mà có ở con rắn hổ mang đó thì nó sẽ gây rối loạn hồi cực, không hồi phục tế bào cơ trơn, cơ vân, cơ tim và đưa đến ngưng tim. Còn cái độc tố mà cardiotoxin mà có ở rắn lục đó thì nó sẽ tác động lên trung tâm vận mạch ở hành tủy, nó làm giãn mạch ngoại biên và nó làm tụt huyết áp. Còn cái độc tố mà myotoxin đó, thì nó sẽ tác động lên cơ vân, nó làm đau, yếu tiểu myoglobin. Và cái myoglobin này nó sẽ lắng đọng ở ống thận, nó làm hoại tử ống thận cấp và nó gây suy thận cấp. Còn về huyết học á, thì trong nọc rắn nó có các độc tố ví dụ như hemorrhagin thì nó gây chảy máu,
Coagulin thì nó gây đông máu nội mạch lan tỏa, còn hemolysin thì nó gây tán huyết và tiêu sợi huyết. Cái nọc rắn đó nó hấp thu toàn thân theo đường mạch huyết, chỉ trừ trường hợp nào mà con rắn nó cắn trúng tĩnh mạch hoặc động mạch đó, thì lúc đó cái nọc rắn nó mới lan truyền theo đường tĩnh mạch hoặc là động mạch. Cái nọc rắn nó sẽ bị hủy ở nhiệt độ 100 độ C hoặc là một mình chiếu tia cực tím mình phơi nắng trong 1 giờ. Về hóa chất thì trong nọc rắn cái những cái hóa chất ví dụ như natri kali thì nó sẽ làm mất tác dụng của nọc, còn cái bẹt manganat kali 1% là thuốc tím đó, hoặc là cholesterol trong mật trăng, mật trắng, mật heo thì nó cũng hủy toàn bộ nọc nữa. Cái chất tannin là cái chất mà có vị chát trong vỏ ổi, củ chuối hoặc quả keo đó thì nó cũng gây kết tủa nọc, còn bù đủ thì nó sẽ làm giảm cái yếu tố tán huyết. Tiếp theo thì cô nói về triệu chứng lâm sàng. Thì về triệu chứng tại chỗ đó thì bệnh cái những cái người đó người ta có thể bị đau, sưng, tép, hoại tử, chảy máu, bóng nước, viêm gì đó. Thì đối với họ rắn hổ đó, thì thường cái triệu chứng tại chỗ nó không có. Thường con rắn nó rắn họ rắn hổ đó thì nó cắn thì ở tại chỗ nó chỉ để lại 2 cái dấu răng thôi. Còn đối với rắn lục đó, thì ở cái triệu chứng tại chỗ nó sưng, nó đau và nó lan rất là nhanh, rất là xa. Còn nhiễm trùng á, thì nói chung á, tùy cái điều trị, nhiều khi mình rập, mình nặng, mình đắp cái này kia đó dơ, nó nhiễm trùng, hoặc là nó tùy thuộc vào da, cái vi khuẩn mà ở trong cái răng của con rắn á, ví dụ như nó có vi khuẩn uốn ván thì nó gây uốn ván, hoặc là vi khuẩn gây hoại thư sinh hơi thì nó sẽ gây hoại thư sinh hơi. Và ngoài ra nó cũng có thể những con vi khuẩn khác thì nó cũng gây viêm cái vết cắn nữa, hoặc là nhiều khi do mình rạch, mình nặng, mình đắp những cái chất này kia đó nó dơ thì nó cũng gây nhiễm trùng nữa. Còn triệu chứng tim mạch ví dụ như choáng, rối loạn nhịp tim, viêm cơ tim, tụt huyết áp và phù phổi thì mình gặp ở hại cả 2 họ rắn luôn. Nhưng mà ở họ rắn lục á, thì triệu chứng thần tim mạch nó sẽ nặng nề hơn. Còn triệu chứng thần kinh ví dụ như nhức đầu, buồn ngủ, sụp mi, khó nuốt, giảm năng giác quan, tăng tiết và yếu liệt cơ đó, thì ở họ rắn hổ thì nó có triệu chứng thần kinh, còn ở họ rắn lục thì thường nó không có triệu chứng thần kinh. Còn về huyết học ví dụ như xuất huyết, đông máu nội mạch lan tỏa, chảy máu gì đó thì nó ở họ rắn hổ đó thì triệu chứng huyết học nó ít, còn ở họ rắn lục đó thì triệu chứng huyết học nó nặng nề. Triệu chứng tiêu hóa ví dụ đau bụng, ói, tiêu chảy thì ở họ rắn hổ nó không có, hoặc là bệnh nhân chỉ bị suy gan cấp thôi. Còn ở họ rắn lục đó, thì cái triệu chứng tiêu hóa nó có. Còn triệu chứng ở thận ví dụ viêm vi cầu thận, hội chứng thận hư hay là suy thận cấp do hoại tử vỏ ống thận đó, thì ở họ rắn hổ đó thì tùy trường hợp mình sẽ có biểu hiện ở thận, còn ở họ rắn lục thì có biểu hiện ở thận. Còn biểu hiện ở cơ ví dụ đau cứng tiểu quỷ cơ, tiểu myolobin hay là tăng kali đó thì nó gặp ở cả 2 họ rắn luôn. Triệu chứng về nội tiết ví dụ như suy tuyến yên hay suy tuyến cận thận gì đó thì ở họ rắn hổ mình không có thấy cái triệu chứng nội tiết, còn ở họ rắn lục ấy, thì nếu mà mình thấy những cái triệu chứng nội tiết, nhưng mà nếu mà những cái trường hợp cấp ấy, thì đôi khi bệnh nhân sẽ bị sốc và hạ đường huyết. Còn triệu chứng phụ cơ quan ví dụ như phù kết mạc, phù phổi thì mình chỉ gặp ở họ rắn lục thôi. Còn triệu chứng ở mắt ví dụ đau rát, chảy nước mắt, xuất huyết kết mạc, mờ, sợ ánh sáng, rát giác mạc và viêm nội nhãn thì mình chỉ gặp ở con rắn hổ phun nọc ở châu Phi. Đối với thai phụ mà khi bị rắn độc cắn đó, thì thường cái thai nó sẽ chết do nó hạ huyết áp tử cung dẫn đến thiếu oxy cho thai nhi đó, hoặc là do cái cơn co tử cung á, mà hoặc là xuất huyết vào nhau thai và thành tử cung mà nó gây bong nheo thì nó gây sảy thai. Sang cận lâm sàng thì khi bị rắn rắn độc cắn đó, thì mình cần làm những cái xét nghiệm về đông cầm máu ví dụ như tiểu cầu TB, ABTT, fibrinogen. Còn nếu mà trường hợp mình không không làm cái xét nghiệm đông cầm máu đó thì mình có thể làm cái xét nghiệm đông máu toàn thân tại giường,
thì nó sẽ xác định được nhanh hơn á. Thì cái cách làm là mình dùng một cái ống nghiệm thủy tinh khô sạch mới, mình nhỏ vài ml máu tĩnh mạch vào, rồi mình để yên khoảng 20 phút ở nhiệt độ phòng, rồi sau đó mình nghiêng cái ống nghiệm. Thì nếu mà mình thấy máu nó vẫn còn chảy thì chứng tỏ là bệnh nhân bị giảm fibrinogen do rắn độc. Rồi thí dụ như khi bị rắn độc cắn, nếu mà mình thử thì mình sẽ thấy hematocrit tăng hoặc là hemoglobin nó tăng hoặc là giảm. Thường thì nó tăng do tăng kháng thể mạch, tức là nó làm mất nước đó, hoặc là nó giảm trong trường hợp bệnh nhân bị mất máu. Còn tiểu cầu thì thường nó sẽ giảm ở những cái bệnh nhân bị rắn độc cắn. Còn nếu mình làm đa máu đó thì mình có thể thấy những cái mảnh hồng cầu, tức là do cái tình trạng tán huyết ở vi mạch đó. Bạch cầu của bệnh nhân thì cũng có thể tăng nữa nếu mà bệnh nhân có cái nhiễm độc toàn thân á. Rồi mình cần làm những cái liên cơ, tại vì rắn cắn nó làm hủy cơ đó, là mình làm xét nghiệm về chức năng gan thận để coi bệnh nhân có suy gan, suy thận hay không. Còn khi máu động mạch thì mình sẽ làm khi bệnh nhân có khó thở để mình coi cho bệnh nhân có bị giảm oxy máu, là rối loạn phân kiềm gì không. Cái tổng phân tích nước tiểu á, thì mình lưu ý là coi cho trong nước tiểu nó có hồng cầu, hemoglobin hay là myoglobin không. Tại vì khi mà bị rắn độc cắn á, thì nó sẽ làm cho bệnh nhân tiểu hồng cầu hoặc là có hemoglobin trong nước tiểu hoặc là myoglobin trong nước tiểu đó. Rồi mình cũng cần đo điện tim nữa, tại vì trong rắn độc cắn nó cũng có thể gây rối loạn nhịp đó, rồi X-quang ngực để coi bệnh nhân có bị phù phổi như kia hay không. Sang vấn đề chẩn đoán thì mình chẩn đoán xác định đó, nếu mà mình thấy mình bắt được con rắn. Còn nếu không thì mình sẽ dựa vào bệnh sử và các biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng để mình chẩn đoán xác định. Về phân loại thì người ta nói là không có một cái quy luật đơn giản nào để mình nhận diện rắn độc. Một số rắn độc á, thì mình nhìn mình đã biết qua cái kích cỡ, hình dáng, màu sắc, hành vi và âm chúng phát ra khi bị đe dọa. Ví dụ con rắn hổ đó, thì thường cái hình ảnh nó sẽ dựng thẳng người, đứng người rồi nó bành mang, nó kêu xì xì. Đây là hình ảnh của một số loại rắn độc. Đây là con rắn hổ mang mắt kính. Còn đây là hình ảnh của con rắn hổ mang chúa. Cũng đây cũng là hình ảnh của con rắn hổ mang chúa. Đây là hổ mang đất. Đây là hổ mang sim. Hình ảnh này là hình ảnh của con rắn biển. Còn đây là rắn cặp nông. Rắn cặp nông thì cái thân mình nó có khúc vàng khúc đen đó. Còn rắn đây cũng là hình ảnh của rắn cặp nông. Còn rắn cặp nia thì cái thân mình nó có khúc trắng khúc đen. Đây là rắn chằn quạt. Rắn chằn quạt là nó thuộc họ rắn lục. Đây là hình ảnh của con rắn lục đầu bạc, cái đầu nó trắng đấy, cho nên người ta đặt tên nó như vậy. Đây là rắn lục đuôi đỏ. Rắn lục đuôi đỏ thì hay gặp ở vùng đồng bằng của mình đó. Đây là rắn lục sừng, tại vì trên đầu nó có hai cái sừng. Đây là rắn lục trùng khánh. Còn đây là rắn lục vô gen, tại vì trên cái thân mình nó có cái viền đó. Cô sẽ cho các em coi một số hình ảnh. Coi không có thấy gì hết coi. Dạ, tiếng nhạc không à, con này một màn hình đen thôi.
Nhưng là sao ta? Bây giờ mình muốn mở lên thì sao? Các em thấy không? Cái màn hình không? Thấy được các em? Dạ thấy cái xe máy không à, không có thấy cái video của rồi. Thấy cái gì? Cái slide thôi hả? Dạ đúng rồi, thấy cái slide cái đoàn chẩn đoán đó. Thôi vậy thôi mình qua chỗ này đi. Nếu cô cho coi sao. Bây giờ mình nói tiếp về cái phần chẩn đoán ha. Thì chẩn đoán thì ngoài người ta dựa vào hình dáng của con rắn đó thì người ta còn dựa vào triệu chứng nữa. Nếu mà mình cái người đã bị rắn cắn mà có triệu chứng tại chỗ ít hoặc không có kèm theo liệt thì mình sẽ nghĩ đến rắn biển cặp năm cặp nia gì đó. Còn nếu mà triệu chứng tại chỗ kèm huyết học thì mình nghĩ đến rắn lục. Còn nếu mà triệu chứng tại chỗ kèm sốc, kèm suy thận, kèm triệu chứng huyết học thì mình nghĩ đến con rắn lục cú sêu. Hoặc là triệu chứng tại kèm liệt thì mình nghĩ rắn hổ. Nếu suy thận kèm liệt á, thì mà không có rối loạn đông máu thì mình nghĩ đến rắn biển. Còn có rối loạn đông máu thì mình nghĩ đến con rắn lục cú sêu. Còn nếu mà trường hợp á, mà người ta nói người ta bị rắn cắn mà mình nhìn mình không có thấy dấu răng nanh, nên là bệnh nhân không có biểu hiện tê yếu sau 20 phút rồi không có sưng đau tại chỗ kèm theo hoàn cảnh hay nơi bị cắn gì đó thì mình có thể kết luận là rắn không độc. Sang cái vấn đề chẩn đoán phân biệt thì mình cũng cần chẩn đoán phân biệt các triệu chứng là do yếu tố tâm lý nè. Ví dụ như cái người đó mà cái những cái triệu chứng ví dụ như mặt nó nhanh lên hoặc là người ta thở nhanh lên, lạnh hay là rối loạn ý thức ngay sau khi bị rắn cắn đó, thì thường là yếu tố tâm lý. Hoặc là có một số người mà người ta biết về nọc cắn đó, thì người ta lên cái cơn co giật kiểu tetani, hoặc là có cảm giác kim châm đầu ngón chóng mặt gì đó, hay là sốc xuất hiện ngay sau bị rắn cắn thì cũng mình cũng có thể nghĩ đến yếu tố tâm lý. Rồi có người ta đeo, người ta suy sụp nhịp tim rất là chậm hoặc người ta rất là bối rối, nói chung là có rất là nhiều triệu chứng nó làm cho mình có thể đánh lạc hướng của người thầy thuốc đi á. Nhưng mà nói chung á là cái triệu chứng của nọc rắn thì thường nó có thời gian tiềm tàng từ 15 đến 30 phút. Còn nếu mà người đó mới bị rắn cắn thôi đã xuất hiện triệu chứng rồi thì thường là do yếu tố tâm lý. Rồi có thể là cái triệu chứng là do mình sơ cứu hoặc là điều trị dân gian sai lầm nữa. Ví dụ như nhiều khi mình nói là rắn rắn hổ thì nó không có triệu chứng tại chỗ, nhưng mà do cái người đó người ta rập ta nặng rồi người ta đắp cái này kia đó rồi nó nhiễm trùng. Nếu nhiễm trùng thì nó cũng sưng ở cái chỗ cắn, rồi nhiều khi do nhiễm trùng rồi đưa đến nhiễm trùng huyết thì nó vô DIC đó thì nó cái triệu chứng nó xuất huyết cũng giống như là rắn lục cắn vậy đó, thì đôi khi nó sẽ làm cho mình lầm lẫn đi á. Về chẩn đoán mức độ thì nếu mà mình chẩn đoán mức độ nhẹ, nếu mà bệnh nhân chỉ có sưng tại chỗ thôi mà không có triệu chứng toàn thân và cận lâm sàng, còn triệu chứng mức độ trung bình á, là bệnh nhân sẽ sưng lan tỏa, có triệu chứng toàn thân, có rối loạn thông số đông máu nhưng mà chưa có biểu hiện lâm sàng. Còn nếu nặng á, thì bệnh nhân sẽ sưng rộng, có triệu chứng toàn thân đe dọa sinh mạng, ví dụ như là bệnh nhân bị rối loạn tri giác, siêu hấp, tụt huyết áp hay là xuất huyết gì đó. Cái chẩn đoán mức độ nó còn phụ thuộc vào thứ nhất là cái thời gian mà xuất hiện triệu chứng toàn thân, nếu mà xuất hiện trong giờ đầu thì thường là nặng. Ngoài ra nó còn phụ thuộc vào con rắn nữa, tức là con rắn nó độc hay không độc. Nếu mà con rắn nó giận nó sợ thì nó sẽ tăng cái lượng nọc ra lên, rồi nó tùy thuộc vào kích thước của con rắn nữa, tức là con rắn càng lớn thì cái lượng nọc nó càng nhiều.
Và đặc điểm là cái túi nọc của con rắn đó, nó không có quét bắt hết nọc dự trữ sau vài lần tức giận, hoặc là nó không có bớt nguy hiểm sau ăn mồi, tức là nó cắn người này rồi xong nó cắn người sau thì cái người sau cũng không nhẹ hơn, hoặc là nó ăn mồi xong rồi nó cắn thì cái người bị cắn nó cũng không có nhẹ hơn. Cái mức độ nặng nó còn tùy thuộc vào nơi cắn nữa, nếu mà cắn ở chi, ở mô mỡ thì nó sẽ ít nguy hiểm hơn là cắn ở thân và mặt hoặc là mặt. Rồi cái mức độ nó còn tùy thuộc vào tuổi tác, trọng lượng và sức khỏe của bệnh nhân nữa. Thì thường á, trẻ em á, thì nó sẽ nặng hơn, tại vì cái liều độc nó tương đối lớn trên cái cơ thể nhỏ đó. Rồi mức độ nặng nó còn tùy thuộc vào vi trùng trong miệng rắn và da bệnh nhân nữa. Ví dụ như nhiễm cái con Clostridium thì nó sẽ gây uống ván, hoặc là nhiễm những con vi khuẩn mà kỵ khí thì nó gây quại thư sinh hơi này kia đó, thì nó sẽ nặng lên. Tiếp theo thì cô nói về biến chứng của rắn độc cắn. Thì cái biến chứng đầu tiên là nhiễm khuẩn tại chỗ và toàn thân, thì do nhiễm các vi khuẩn từ miệng và răng của rắn, hoặc là do bội nhiễm, do liệt cơ, hoặc là nằm lâu đó, thì bệnh nhân sẽ sốt cao, rồi tăng bạch cầu đa nhân trung tính, tăng CRP hoặc là procalcitonin. Cái biến chứng thứ hai là viêm phổi hít, thì thường mình thường gặp ở những cái bệnh nhân bị rắn hổ cắn, rồi nó gây liệt cơ hổ họng đó, rồi nó dẫn đến hít sặc vào đường thở. Biểu hiện là bằng cái dấu xuất siêu hấp cấp, SpO2 giảm, rồi PaO2 giảm, rồi X-quang thì có hình ảnh viêm phổi. Biến chứng tiếp theo là bệnh nhân có thể bị teo cơ. Thì thường gặp là ở những cái bệnh nhân mà bị con rắn cạp nia nó cắn đó, cái nọc rắn nó sẽ làm chết tế bào cơ, đồng thời do liệt kéo dài nó làm cơ toàn thân nó bị teo lại á. Rồi một biến chứng nữa là bệnh nhân có thể bị suy dinh dưỡng. Thì những cái bệnh nhân mà bị rắn cắn đó, thì nó có nhu cầu năng lượng rất là cao để phục hồi. Nếu mà mình nuôi dưỡng kém đó, thì bệnh nhân nó sẽ bị suy dinh dưỡng. Rồi bệnh nhân cũng có thể bị xẹp phổi hoặc là viêm phổi liên quan đến thở máy. Thì thường gặp ở những cái bệnh nhân mà bị rắn cạp nia cắn rồi gây liệt cơ hấp kéo dài phải thở máy. Bệnh nhân cũng có thể bị suy thận do tiêu cơ vân, thì nó hay gặp ở nhóm rắn hổ và rắn lục cắn. Rồi bệnh nhân cũng có thể bị nhồi máu não do tăng đông, khô đặc méo, thì thường gặp đó là do rắn hổ mang chúa hay là rắn hổ phì nó cắn. Triệu chứng tại chỗ thì bệnh nhân có thể bị rộng chi, loét, tổn thương, viêm cơ xương kéo dài lên đến biến dạng chi, hoặc là loét da vài năm lên đến ung thư hóa. Bệnh nhân cũng có thể bị suy thận mạn sau hoại tử vỏ thận hai bên, hay là suy tuyến yên mạn, hay là suy tuyến giáp trạng trong trường hợp bị rắn lục rút xeo nó cắn. Bệnh nhân cũng có thể bị suy thần kinh mạn sau xuất huyết nội sọ do rắn lục đó, thì nó để lại di chứng là bệnh nhân có thể hôn mê hoặc là liệt nửa người, nằm một chỗ này kia. Tiếp theo thì cô nói về điều trị, thì về sơ cứu, thì cái sơ cứu thì cái mục đích á, của sơ cứu là mình sẽ làm chậm hấp thu nọc, mình bảo tồn tánh mạng, ngăn biến chứng trước khi bệnh nhân đến bệnh viện. Ngoài ra cái sơ cứu này nó cũng là một bước để giúp mình kiểm tra cái triệu chứng sớm của nhiễm độc, và nó sẽ là một bước để mình chuẩn bị vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Thì khi sơ cứu thì nhớ là không có theo các phương pháp dân gian sao, ví dụ như là trọc vết cắn, sốc điện, đắp hóa chất, nặng vết cắn, chườm đá lạnh, dược thảo, hoặc là mình sử dụng cục đá đen, tức là có một số người ta lấy đá, người ta nướng lên, người ta lăn lên thì sẽ bị bỏng hết, hoặc nướng nước sôi cũng vậy. Hoặc là nhiều khi người ta ra rô, đa số người dân người ta bị rắn cắn đó, thì người ta đều lấy dây người ta xiết thật là chặt lại. Nhưng mà nếu mà siết chặt vậy đó, thì nếu mà chặt quá thì cái thời gian đi đến bệnh viện viện nó lâu đó, thì nó thiếu máu cái vùng chi bên dưới thì nó sẽ làm hoại tử cái vùng chi đó đi. Hoặc là nếu có người ta cũng biết một tí đó, thì người ta nói à phải mở ra mỗi 15 phút để cho cái máu nuôi nó đi xuống cái phần chi bên dưới đó. Thì khi mình mở ra như vậy thì cái nọc rắn nó sẽ lan truyền đi và bệnh nhân sẽ bị nhiễm độc nếu mà cái thời gian người ta không kịp đến bệnh viện, mà nhất là những cái trường hợp rắn hổ cắn đó, thì nó sẽ làm liệt cơ hô hấp, thì bệnh nhân có thể ngưng thở và ngưng tim trước khi đến bệnh viện. Và thực hiện sơ cứu thì đầu tiên là mình phải trấn an bệnh nhân, rồi tiếp theo mình sẽ bất động khi bị cắn bằng cách mình treo nạt gỗ thắt thân tim. Tại vì bất kỳ một cái sự vận động nào của chi đó, nó cũng làm cho cái nọc độc nó lan truyền nhanh hơn.
và không cố giết rắn. Nếu mà bắt được rắn thì nên mang đến bệnh viện để bác sĩ người ta nhận viện, nhận diện. Mình không có cố, tại vì mình cố giết rắn thì mình phải rượt đuổi nó đó, thì mình vận động thì mình sẽ làm cho cái nọc rắn nó lan truyền nhanh hơn. Rồi mình cũng có thể hút cái nọc độc đó bằng một cái dụng cụ trong 3 đến 5 phút đầu và có thể tiếp tục ít nhất là 30 phút. Còn trường hợp mình không có cái dụng cụ thì thôi, chứ mình đừng có dùng dao mình rạch này kia mình nặng rồi mình làm chảy máu sưng này kia thì nó không có tốt cho bệnh nhân á. Rồi mình sẽ dùng cái biện pháp băng ép bất động để mình hạn chế cái nọc rắn nó lan truyền đi đó. Thì mình cái biện pháp băng ép bất động này thì mình chỉ áp dụng đối với cái họ rắn hổ thôi, và nhất là những cái con rắn hổ, hổ chúa, rắn khoang, rắn biển đó, thì những cái con này nó rất là gây gây mau liệt cơ hô hấp đó. Thì mình sợ là bệnh nhân không kịp đến bệnh viện đó thì người ta sẽ ngưng tim ngưng thở trước bệnh viện đó, thì nó sẽ làm tử vong bệnh nhân đi. Thì cái cách mình băng ép bất động đó là mình sẽ dùng một cái băng thun, mình quấn từ nơi bị cắn lên và mình quấn quanh chi với một cái nẹp gỗ để mình mục đích là mình cho cái chi đó nó không có cử động được đó, và độ chặt đủ lắp một ngón tay giữa các nếp băng. Tại vì ở đây là mình ra rô, là mình ra rô bạch mạch đó, thành ra mình không có cần phải siết chặt lắm, chỉ trừ khi nào mà ra rô động mạch thì mình mới cần siết chặt. Nhưng mà mình không có dùng cái biện pháp băng ép bất động đối với họ rắn lục, tại vì mình làm như vậy thì nó sẽ làm khu trú nọc, nó làm tăng cái áp lực trong khoang, thì nó sẽ làm tăng cái tác dụng hoại tử tại chỗ. Bản thân cái con rắn rắn lục nó cắn nó thì nó đã gây sưng tại chỗ rồi, mình đã sợ chèn ép nó làm hoại tử rồi. Nếu mà mình băng như vậy đó, thì lúc đầu nhiều khi nó còn lỏng, nhưng mà chút sau cái do cái kinh bệnh nhân sưng lên đó thì lúc đó nó sẽ chèn ép đi, thì nó rất là dễ bị hoại tử. Thì đối với rắn lục thì mình chỉ dùng cái gạt mình ép vết thương thôi, chứ mình không có, là mình dán băng keo lại thôi, chứ mình không có quấn băng ép cả chi. Rồi sau đó mình sẽ chuyển bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Và khi chuyển đó thì cái chi bị cắn nhớ là không có được cử động. Rồi tại bệnh viện thì mình sẽ tiến hành hồi sức cho bệnh nhân, nếu mà bệnh nhân có hơi hô hấp tuần hoàn gì đó, theo các bước ABC. Rồi tại bệnh viện thì bác sĩ mà khám cho bệnh nhân đó phải hỏi bệnh nhân coi bệnh nhân bị cắn ở đâu, cắn khi nào, cắn gì cắn, và nhận diện nếu mà người ta mang cắn theo. Rồi sau đó thì mình sẽ tiến hành khám tại chỗ. Khám tại chỗ thì mình sẽ chú ý những cái dấu hiệu, ví dụ như sưng lạnh mặt yếu là chứng tỏ là bệnh nhân bị tắc mạch đó, nhưng mà mình cần phân biệt với cái chèn ép khoang do rắn lục cắn đó. Còn những cái dấu hiệu sớm của hoại tử là bệnh nhân nó sẽ xuất hiện những cái bóng nước, rồi da tái hôi và mất cảm giác ở cái vùng đó, và nhớ theo dõi cái mức độ sưng no, sưng đỏ mỗi 15 phút. Còn khám toàn thân thì mình sẽ chú ý về huyết áp nè, xem có bị tụt huyết áp không, có xuất huyết da niêm không, ở bụng thì coi có xuất huyết dạ dày hay sau phúc mạng mạc không. Còn ở thần kinh đó thì mình coi bệnh nhân có xuất huyết dưới màng cứng hay không, cơ thì có coi có liệt cơ mặt, liệt cơ cổ, rồi xem cử động mi coi có bị sụp mi hay là động tử giãn, và nhãn cầu có di chuyển được không, có bệnh nhân có lè lưỡi há miệng không, để coi bệnh nhân có bị liệt các dây thần kinh sọ hay không. Rồi nếu mà mình khám mình thấy bệnh nhân khó nuốt hay tiết đàm gì đó thì chứng tỏ là bệnh nhân bị liệt ở hành tủy đó. Còn nếu mà mình khám mình thấy bệnh nhân có hô hấp đảo ngược, tức là bụng nở hơn ngực thì hít vào đó, thì cái cơ quan thì nó còn tốt, nhưng mà bệnh nhân sẽ bị liệt các cơ hấp phụ. Còn đối với những cái người có thai đó thì khi mà bị rắn cắn nó sẽ gây suy tim thai, xuất huyết âm đạo, dọ sảy, thành ra mình phải theo dõi cơn co tử cung và nhịp tim thai của bệnh nhân. Còn đối với phụ nữ mà đang cho con bú đó thì mình vẫn cho bú sữa mẹ bình thường, tại vì mạch rắn nó không có lan truyền theo đường sữa mẹ. Rồi tiếp theo là mình sẽ làm các cận lâm sàng cho bệnh nhân. Cái phần cận lâm sàng mình đã nói ở phần trên đó. Rồi tiếp theo là điều trị vết cắn. Thì mình sẽ dùng kháng sinh phổ rộng nếu mà triệu chứng tại chỗ nặng. Rồi tiêm phòng SAT cho bệnh nhân. Và cắt lọc mô hoại tử. Thì cái cắt lọc mô hoại tử thì thường cuối tuần đầu, chứ còn ngay cái lúc ban đầu thì cũng không có cần thiết lắm. Còn nếu mà bệnh nhân đau nhiều thì mình sẽ cho các thuốc giảm đau thông thường cho bệnh nhân, ví dụ paracetamol này kia thôi, chứ mình không có cần phải
tiêm thuốc tê quanh vết cắn này kia đó, mình tiêm như vậy thì mình sẽ làm nó sưng đây thì kia đó, thì mình có rất là khó cái theo dõi cái diễn tiến của cái vết cắn đó. Sang cái vấn đề điều trị hội chứng toàn thân thì nếu bệnh nhân có chón thì mình sẽ bù thể tích tuần hoàn bằng cách mình cho natri 9/10 hay là lactate liều từ 20 đến 40 ml trên ký. Rồi mình có thể dùng những cái dung dịch cao phân tử, nhưng mà khi dùng dung dịch cao phân tử thì nhớ theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm. Rồi mình cũng có thể truyền albumin 5% với cái liều từ 10 đến 20 ml trên kg cho bệnh nhân nếu mà bệnh nhân có giảm albumin máu đó. Thuốc vận mạch thì mình có thể cho nếu mà bệnh nhân chón kéo dài. Còn trong trường hợp bệnh nhân suy tuyến yên thì mình có thể cho hydrocortisone. Bệnh nhân suy hô hấp thì mình có thể hút đàm, đặt nội khí quản, mở khí quản và cho thở máy. Về xuất huyết thì mình nếu mà bệnh nhân có xuất huyết đó thì mình tránh tiêm tiêm chích, nhất là tiêm bắp, rồi mình có thể truyền máu tươi, truyền thuốc rinogen cho bệnh nhân. Về dinh dưỡng thì mình cần đảm bảo từ 30 đến 40 kcal bạc ký trên ngày. Rồi mình truyền đường nếu mà bệnh nhân có ói, và mình đặt xong dạ dày nếu mà bệnh nhân có liệt cơ họng. Em chào cô chút thì cô đóng cửa phòng lại, ồn quá. Còn cái suy thận đó thì mình sẽ bằng phòng ngừa bằng cách mình bù dịch, và mình nếu mà có suy thận thì mình sẽ điều trị bảo tồn và mình chỉ lọc máu khi nào bệnh nhân có biến chứng. Rồi sang cái vấn đề điều trị đặc hiệu là mình sẽ dùng huyết thanh kháng nọc trắng. Thì ở hiện tại ở nước mình nó có hai loại là đơn nọc trắng và đa nọc trắng. Đơn nọc trắng thì nó dùng cho từng loại rắn, còn đa nọc trắng thì mình sử dụng cho mọi loại rắn. Nhưng mà ở nước mình thì mình chỉ có huyết thanh đơn nọc trắng thôi, tức là huyết thanh kháng nọc trắng đục, huyết thanh kháng nọc trắng hổ, chứ mình chưa có loại huyết thanh đa nọc trắng. Thì cái chỉ định của huyết thanh kháng nọc trắng đó là khi nào bệnh nhân có triệu chứng nhiễm độc toàn thân hay là cái vết cắn nó nặng, tức là nó đang ra hạch, nó sưng lan rất là meo đó, thì mình cũng có chỉ định mình dùng. Và mình nhớ là phải làm test trước khi tiêm truyền, tức là khi làm test đó, thì mình sẽ dùng cái dung dịch 1% so với cái dung dịch chuẩn bằng cách mình pha loãng 100 lần á, rồi mình sẽ tiêm trong da, sau 15 phút mình sẽ đọc kết quả. Và khi làm test đó thì mình chuẩn bị sẵn sàng phương tiện cấp cứu sức phản vệ cho bệnh nhân, tại vì cái huyết thanh kháng nọc trắng đó là người ta tiêm cái nọc trắng cho con ngựa, rồi con ngựa nó mới sinh kháng thể kháng cái nọc trắng đó, thành ra mình mới lấy huyết thanh ngựa mình tiêm cho người đó, thì mình ra mình sợ có những cái kháng kháng nguyên lạ thì nó sẽ gây sốc phản vệ đó. Thành ra mình phải nhớ làm test trước khi tiêm hoặc là truyền, và mỗi lọ mình đều phải làm test hết, chứ không phải là mình giống như kháng sinh mình chỉ test có một lần là mình tiêm hoài. Rồi cái liều đầu đó thì mình nên cho càng sớm càng tốt, nhưng mà mình nên cho trong vòng 24 giờ đầu. Liều trẻ em thì bằng người lớn, tại vì trẻ em nó cũng nhận cái lượng nọc giống như như người lớn, thành ra mình cái liều trẻ em cũng không có thấp hơn. Và mình sẽ điều chỉnh liều tùy theo tình huống lâm sàng. Nói chung á, là cái liều thì người ta không có giới hạn, tức là mình cứ tiêm mỗi một 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 giờ một lọ vậy đó, cho đến khi nào triệu chứng nó cải thiện thì thôi, chứ còn người ta không có xác định là liều tối đa là bao nhiêu hết. Đường dùng thì mình có thể dùng đường tĩnh mạch, tức là mình tiêm chậm ít nhất là trong 30 phút, hoặc là mình truyền tĩnh mạch rất là chậm. Thì có tài liệu người ta khuyến cáo mình pha loãng, tức là pha loãng ít nhất theo tỷ lệ 1/10 với natri lo 9/1000 hoặc là 5%, rồi mình truyền tĩnh mạch chậm cho bệnh nhân. Cái vấn đề mà phòng chống sốc phản vệ đó thì mình có thể cho adrenaline loại 0,1% đó, mình cho 0,25 mg, tức là 1/4 ống đó, tiêm ngay dưới da ngay trước khi mà mình dùng cái huyết thanh kháng nọc trắng. Còn nếu mà bệnh nhân hen đó thì mình có thể làm khí dung salbutamol trước. Còn những cái kháng histamin mà đồng vận với nọc trắng đó, thì mình không dùng, trừ khi nào mà bệnh nhân có phản ứng quá mạnh cấp với cái huyết thanh kháng nọc trắng đó thì mình mới dùng.
cái phản ứng miễn dịch đó, nó có thể xảy ra nếu mà nạn nhân đã được tiêm một loại huyết thanh trị liệu nào đó từ trước, thì lúc đó mình phải dùng cái phương pháp giải mẫn cảm Betresca đó, tức là cái liều đầu mình cho 1/10 ml thôi, và cái liều thứ hai đó, khoảng 3 phút sau đó thì mình cho 1/4 ml, và liều thứ ba khoảng 5 phút sau thì mình cho toàn bộ cái huyết thanh kháng nọc rắn còn lại. Thì cái lọ huyết thanh kháng nọc rắn đó là nó khoảng 30 ml. Biến chứng của huyết thanh kháng nọc rắn nhẹ thì bệnh nhân có thể sốt, đỏ da, viêm hoặc đau khớp gì đó, nặng thì bệnh nhân có thể bị chóng phản vệ. Và khi tiêm huyết thanh kháng nọc rắn đó thì mình phải theo dõi sát ít nhất là 1 giờ sau khi truyền, và mình theo dõi kéo dài cho đến 24 giờ. Còn cái vấn đề xuất viện, tức là sau khi mình đã ngưng huyết thanh kháng nọc rắn mà mình theo dõi 24 giờ mà không có triệu chứng gì hết đó, thì mình mới cho bệnh nhân xuất viện. Tiếp theo, cái phần cuối cùng là mình nói về cái vấn đề phòng ngừa rắn độc cắn. Thì để tránh bị rắn độc cắn đó, thì mình phải hiểu về rắn của địa phương mình, nơi con rắn nó thích sống, thời gian con rắn nó hoạt động, ban đêm, ban ngày gì đó, hoặc là thời tiết rắn nó phù hợp để rắn nó hoạt động để mình tránh. Và người ta khuyên mình cũng tránh cầm rắn sống, ngay cả khi con rắn nó đã bị chặt đầu đó, tức là những con rắn độc mình đã giết nó rồi đó, mà nếu mình cầm cái đầu rắn mình chơi, mình đỡ mình trúng vô hai cái răng nanh của nó đó, thì mình vẫn phải bị nhiễm độc, thành ra cẩn thận thì không có chơi với đầu rắn đó. Và cảnh giác rắn sau mưa lũ mùa gặt đêm hôm, hoặc là những cái đống gặt vụn, những cái đống rác ổ máu gì đó là nơi con rắn nó hay làm tổ. Rồi đi rừng, đi ruộng, đi vườn thì nhớ mặc quần áo dài, mang giày cao cổ, đội nón, nhất là đi trong đêm, và dùng đèn pin khi đi bộ trong đêm. Tại vì mình mặc quần áo dài hay mình mang giày cao cổ, đội nón gì đó thì nó cắn, nhiều khi nó không có xuyên qua được. Hoặc là mình dùng đèn pin thì con rắn nó thấy ánh đèn đó, nó không có đến gần mình á. Thì cái bài tới đây hết rồi, để cô cho các em xem lại cái đoạn clip hồi nãy mà mình chưa có coi được đó. Chưa, cô đang dạy mấy bạn. Không, cô chúc cô về. Rồi, các em đã thấy được cái hình chưa? Thấy chưa? Dạ thấy rồi cô. Rồi coi được không? Dạ được cô. Thank you.
Rồi, các em có hỏi gì về cái bài này không? Các em có chỗ nào chưa rõ thì các em cứ hỏi lại. Có hỏi gì không các em? Dạ. Cô ơi, trên khỏi trường hợp nhưng mà bệnh nhân mà bị rắn cắn mà ban đêm không có thấy được con rắn á, thì mình không có phân biệt được rắn đó là rắn hổ hay là rắn lục, thì cái sơ cứu ban đầu tốt nhất của mình là làm gì cô? Và khi tới ở như ở tuyến xã tuyến huyện thì mình cần làm những gì trước khi chuyển bệnh nhân đi? Thường á là con mình có thể dựa vào, ví dụ như thường con rắn họ cái hổ nó cắn đó, thì thường cái chỗ cái vết cắn nó chỉ có hai cái dấu răng thôi, còn con rắn lục nó cắn đó, thì cắn xong thì chỉ một vài phút sau là nó đã sưng, nó đau lên rồi đó, thì mình có thể dựa vào cái đó để mình biết mình có cái hướng xử trí đó. Thì đối với giống rắn hổ thì mình phải cái dùng cái băng ép bất động đó để mình hạn chế cái đựng nọc của rắn nó lan truyền đi, để mình đủ thời gian mình đi đến bệnh viện á. Còn đối với rắn lục thì mình chỉ cần rửa sạch cái vết cắn rồi mình dán lại thôi, rồi mình đi đến bệnh viện thôi. Em cảm ơn cô. Cô ơi, cho em hỏi cô ơi. Nói đi. Dạ, cô ơi, con em thấy cái chỗ là hút bằng dụng cụ của cô, vậy là nếu như ở nhà thì mình có thể hút bằng dụng cụ gì được cô? Ở những cái trung tâm chống độc thì người ta có cái dụng cụ để người ta hút nọc rắn, để mình không có làm sinh này, không có tầm tổn thương hay cái chỗ đó, để mình khó đánh giá đó. Còn ở nhà mình đâu có dụng cụ thì thôi, tốt nhất là mình đừng có hút này kia, đừng có rập nặng rồi mình hút này kia. Dạ, rồi vậy em cảm ơn cô. Dạ thưa cô, em muốn hỏi là nếu mà mình rửa vết thương, mình rửa bằng nước lạnh hay là nước muối sinh lý, hay là mình có thể sử dụng Bovidin để rửa cái vết chỗ rắn cắn của mà cô? Và ví như mà nó chảy máu nhiều quá thì mình chỉ băng lại thôi à? Hay là mình có cần ví như khâu một mũi để cầm máu không ạ? Tức là gì? Tức là mình em hỏi sơ cứu hay đi tới dạ, bệnh viện? Dạ đúng rồi ạ. Khi em muốn hỏi về phần sơ cứu ạ. Sơ cứu thì con rắn nó cắn thì mình chỉ cần rửa bằng xà bông thông thường của mình thôi, là rửa sạch mũi chén này kia thôi đó. Rồi còn nếu nó có chảy máu thì thí dụ mình có miếng gẹt gì đó mình đắp lên rồi mình dán lại thôi. Rồi đi đến bệnh viện thì người ta sẽ dùng nước cắn nọc rắn. Dạ thưa cô, em hay nghe bảo là mình băng ép thì sẽ tốt hơn đó cô. Dạ, băng ép tại chỗ ạ. Là vì mình có thể lấy một cái cuộn băng vải và vì mình có lót một miếng gà rồi mình băng ép lại thôi chứ không phải là garo ạ. Là mình có được, mình có làm như vậy tốt không, hay là mình chỉ cần lấy miếng gà rồi mình dán băng keo lại thôi? Băng ép là nó chỉ dành cho con rắn hổ thôi. Dạ. Mục đích là mình băng ép mà từ nãy cô đã nói đó, là mình băng không có chặt lắm, băng sao đút đọt ngón tay. Tại vì dạ, cắn thì nó lan truyền thì thôi đừng bạch huyết, thành ra mình băng ép vậy là nó đã hạn chế cái lượng bạch huyết nó di chuyển đi rồi.
thì nó không lan truyền được cái ngọc trắng đi đó. Còn cái con rắn lục á, thì mình không có băng ép như vậy, tại vì mình băng ép nhiều khi mình, tại vì một chút sao lại nó sinh lên rất là nhanh, thì lúc đầu thì khi em băng nó còn lỏng, nhưng mà sau do nó sinh quá thì nó tiếp chặt lên, tiếp chặt thì nhiều khi nó thiếu máu cái vùng kia bên dưới nó ngủ đi đó. Thành ra em chỉ có dùng một cái miếng dẹp đè lên để em dán cái băng keo cho nó sát xuống này, thì cái đường cái nhiều khi máu nó cũng đỡ nó chảy ra, rồi sau mình đưa bệnh nhân đến bệnh viện á. Dạ thưa cô, em muốn hỏi về thêm cái thời gian mà mình tiên lượng mà có bị hoại tử hay không, hay là bị nhiễm độc đó cô, hay như là đến sớm hay đến muộn thì khoảng mấy giờ thì nó cái vết đánh độc cắn thì nó sẽ bị hoại tử à? Cái hoại tử đó thì một vài ngày sau nó mới hoại tử, chứ nó không có hoại tử là liền. Dạ dạ. Do cái độc tố của đánh độc nha. Dạ. À, thành ra mình không có sợ trong những cái giờ đầu. Ví dụ như người ta đến bệnh viện, ví dụ như người ta ở nhà mà có một số người người ta không có đi đến bệnh viện đó. Dạ. Yeah. Người ta ở nhà, người ta điều trị dân gian này kia đó, thì nhiều khi do cái tác dụng của độc rắn mới bị hoại tử thôi. Còn ví dụ như mình đến bệnh viện đó thì mình đã sử dụng, mình đi được đi tới bệnh viện mình sử dụng cái độc rắn sớm, rồi khi nó bị hoại tử cái vùng chi đó đó. Dạ, yeah. Cảm ơn cô ạ. Cô ơi, cho em hỏi coi, cô bây giờ từ ở quê chuyển lên thành phố, cô ví dụ mình dự kiến khoảng bao lâu, mấy tiếng từ lúc rắn cắn thì chuyển lên đến thành phố chung sử dụng cái chung hoa tiếp thanh chống độc rắn là có hiệu quả cô? Có thời gian cố định nào không cô? Tức là mình đưa bệnh nhân được đến bệnh viện càng sớm càng tốt, tại vì mình ngại nhất là cái nhóm họ rắn hổ đó. Tức là sao bị những cái con nhóm rắn hổ cắn, mình nhất là con những cái con rắn hổ men hổ chúa này kia, cặp nông cặp nia đó, thì cái nó rất là độc. Thành ra cái thời gian ngắn là nó có thể, nếu mà mình băng ép rồi bất động để mình hạn chế cái lượng nọc không tốt đó, thì cái nặng là cái lượng nọc nó lan truyền nhanh đó, thì nhiều khi bệnh nhân ta không kịp tới bệnh viện thì người ta sẽ ngưng thở. Ngưng thở thì sau đó nó sẽ ngưng tim trước khi đến bệnh viện. Thì nhiều khi tới mà mình lỡ mình cấp cứu mà tim có tim lại, mà bệnh nhân đã bị thiếu oxy não rồi, tổn thương não rồi, thì người ta mê, người ta sống thật vật chỗ gì đó, thì tiên lượng thì sao, người ta không tốt. Thành ra cái mục đích mà sơ cứu của mình là mình dùng cái biện pháp băng ép bất động như tôi nói đó, là để mình cho cái lượng nọc nó không có lan truyền đi được, thì đủ bệnh nhân, để đủ thời gian bệnh nhân đến bệnh viện. Nhưng mà có những cái con rắn độc đó thì thời gian tiềm tàng của nó có khoảng 15 đến 30 phút thôi. Đó, thành ra nếu mà mình băng ép bất động tốt thì có thể cái thời gian nó sẽ kéo dài hơn, thì đủ cái thời gian mình đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Còn nếu mà mình để mà nó muộn quá thì cái bệnh nhân không kịp tới bệnh viện, thì mình sợ nhất là nó ngưng tim trước bệnh viện, ngưng thở trước bệnh viện thôi. Đó, thành ra mình cố gắng, nếu mình để bị rắn độc cắn thì mình làm sao để mình đưa bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Với lại mình phải biết, nếu mà thuộc họ rắn hổ thì mình phải băng ép bất động cho nó tốt, để mình hạn chế cái lượng nọc nó di chuyển đi đó, để mình đủ thời gian mình đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Còn đối với rắn lục thì nói chung không có ngại lắm, tại ít khi mà bệnh nhân mà người ta xuất huyết đến nỗi mà người ta không kịp đến bệnh viện lắm. Thành ra đối với họ rắn lục thì mình chỉ cần cho cố định cái vùng chi đó, rồi mình rửa sạch vết thương đó, là từ từ mình đưa bệnh nhân tới bệnh viện cũng được, không có cần phải cấp cứu lắm á. Dạ em cảm ơn cô ạ. À, còn bạn nào hỏi cô gì nữa không nè?
chắc là hết câu hỏi rồi phải không? Nếu các em không hỏi gì nữa thì mình nghỉ ha. Dạ, cảm ơn cô. Chào các em.